Từ vụ huấn luyện viên Kim Huệ cùng 3 học trò chuyển nhượng bất thành, lật lại hồ sơ của những vụ chuyển nhượng không theo một chuẩn chung mới thấy được sự bất cập với bản quy chế đã lỗi thời. Nguyễn Hữu Hà, ngôi sao số 1 của đội tuyển bóng chuyền Nam quốc gia đã từng vướng vào những vụ lùm xùm không đáng có, ảnh hưởng tới cả sự nghiệp của anh trong đời sống lẫn thi đấu. Năm 2010, Nguyễn Hữu Hà nộp đơn xin nghỉ để chuyển công tác, nhưng phía lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Bình cho biết, nếu tự ý ra đi, tôi có thể sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn, bởi họ dựa vào đơn xin việc vào hồi năm 2004 của Hữu Hà có ghi, tôi hứa sẽ công tác lâu dài, đem hết khả năng để xây dựng phong trào bóng chuyền của tỉnh. Lãnh đạo sở không đưa ra được bản hợp đồng mà Nguyễn Hữu Hà đã ký, song một lãnh đạo ngành còn đề nghị anh ký vào bản cam kết không thi đấu cho bất kỳ đội bóng nào khác sau khi được giải quyết ra đi thì mọi chuyện sẽ yên. Thêm một lần nữa, chủ công số 1 Nguyễn Hữu Hà dính vào vụ chuyển nhượng vào năm 2014 thông qua bản hợp đồng không theo một chuẩn chung nào giữa anh với đội bóng chuyền Nam Đức Long Gia Lai. Trong bản hợp đồng đó có ghi, sau khi kết thúc hợp đồng, Nguyễn Hữu Hà phải tự nguyện giải nghệ, không tham gia đội bóng nào để thi đấu các giải trong nước và quốc tế. Nếu vi phạm thời gian, nội dung cam kết này thì bản hợp đồng mặc nhiên được tiếp tục gia hạn thêm một năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 1 tháng 1 năm 2016 và không khiếu nại. Khi chuyển từ Tràng An Ninh Bình sang Đức Long Gia Lai vào năm 2010, Nguyễn Hữu Hà có ký một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Sau đó, tới đầu năm 2012, anh có ký thêm một bản hợp đồng khác và bị thòng vào cái điều khoản lạ kỳ kia. Phải nói rằng, cái điều khoản có 102 và không theo bất cứ một chuẩn nào của quốc tế đã trói chặt chủ công số 1 của bóng chuyền Việt Nam khiến anh bị khó. Điều này phản ánh cho một quá trình thương thảo, chuyển nhượng cho tới ký hợp đồng không theo quy tắc chung nào. Thêm vào đó là việc các đội bóng và cầu thủ tự đi đêm với nhau rồi tự quyết khiến cho liên đoàn và bản quy chế chuyển nhượng hoàn toàn bị việt vị. Cũng một vụ khác liên quan tới Tràng An Ninh Bình, đó là trường hợp của Nguyễn Văn Hạnh khi phải ra tòa tới 4 lần. Trong lần thứ 3 ra tòa, Tòa Phúc thẩm Hà Nội lại phải hoãn vì còn nhiều tình tiết rắc rối đối với vụ kiện vận động viên đầu tiên trong lịch sử làng thể thao Việt Nam. Nội dung vụ việc xuất phát từ việc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình cho rằng chúng tôi đã đưa số tiền 310 triệu vào tháng 9 năm 2009 cho Hạnh. Ngay từ khi ký hợp đồng vào tháng 1 năm 2009, Hạnh vẫn nói muốn về thi đấu cho tỉnh. Và nếu qua một quá trình anh thấy không đáp ứng được yêu cầu, vậy tại sao vẫn nhận khoản tiền trên? Tuy nhiên, phía Nguyễn Văn Hạnh cũng biện minh rằng vận động viên đã có một thời gian tập luyện, thi đấu cho câu lạc bộ Tràng An Ninh Bình cũng có nghĩa đã bỏ công sức nên xứng đáng được nhận. Trong lần ra tòa thứ tư, Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết chỉ có thể giảm mức bồi hoàn cho bị đơn xuống ít nhất là 450 triệu đồng thay vì con số 524 triệu 653 nghìn đồng như ban đầu. Tuy nhiên, sau thời gian nghị án thì lần thứ tư phiên tòa phải hoãn quyết án và khẳng định đây là vụ án mới có sự chồng chéo liên quan tới nhiều bên. Lần đầu tiên một câu lạc bộ kiện vận động viên ra tòa nên cần có thêm thời gian để xem xét tình tiết. Gần đây hơn là trường hợp của vận động viên Lê Quang Khánh tranh cãi với Trung tâm Thể dục Thể thao Long An khi họ ra thông báo về việc cấm thi đấu đối với anh. Vụ việc trở nên to tát bởi từ cuối năm 2016, Lê Quang Khánh đã bày tỏ ý định muốn thanh lý hợp đồng để tìm hướng chuyển nhượng. Quang Khánh không chấp nhận đăng ký vào danh sách vận động viên bóng chuyền Long An tại vòng 1 giải bóng chuyền toàn quốc năm 2017 bởi anh muốn chuyển sang thi đấu cho đội bóng chuyền Nam thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây nhất, vụ việc Đinh Thị Thúy cũng làm nóng lại làng bóng chuyền Việt Nam. Đinh Thị Thúy được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nam chấm dứt hợp đồng đào tạo và chuyển nhượng. Thúy đã chuyển sang Ngân hàng Công Thương từ ngày 22 tháng 10 năm 2012. Đến ngày 1 tháng 5 năm 2019 thì đáo hạn hợp đồng. Sau thời điểm này, cô không ký tiếp hợp đồng với đội bóng và chuyển sang thi đấu cho Kinh Bắc Bắc Ninh. Tháng 5 năm 2019, câu lạc bộ bóng chuyền nữ Kinh Bắc Bắc Ninh làm thủ tục xin Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cấp thẻ vận động viên cho Đinh Thị Thúy. Cho đến thời điểm trước SEA Games và vòng 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia, cô vẫn chưa nhận được thẻ thi đấu bởi câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương gửi đơn lên liên đoàn cho rằng Thúy chưa hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng. Vụ kiện tốn nhiều giấy mực của báo giới cho đến trước vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2019.
Đinh Thị Thúy mới được cấp thẻ vận động viên. Nóng nhất làng bóng chuyền Việt trong thời gian vừa qua đó chính là vụ việc Kim Huệ và ba học trò nhận án kỷ luật từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Huệ vướng vào vụ kiện của công ty cổ phần từ thiện xã hội FLC sau khi chuyển nhượng không thành công và cô nhận án phạt cảnh cáo từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Hoa khôi của bóng chuyền Việt Nam vẫn muốn làm tới cùng để đòi lại danh dự bởi theo cô thì mình vô tội. Những tình tiết của vụ việc vẫn trong vòng luẩn quẩn khi chỉ có mình Kim Huệ lên tiếng trong khi các bên liên quan vẫn chưa có phát ngôn chính thức tính tới thời điểm này. Cụ thể, trước khi vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cup Bombay Wales năm 2021 diễn ra, việc Kim Huệ, Ngân hàng Công Thương, Tập đoàn FLC được dậy sóng sau vụ việc chuyển nhượng bất thành. Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương trước mùa giải 2021 đối diện với sự tan rã khi lần lượt huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, vận động viên Lưu Thị Huệ và Vi Thị Như Quỳnh ra đi. Huấn luyện viên Phạm Kim Huệ lên nắm quyền chỉ đạo và ra mắt trong trận đấu giao hữu với đội bóng Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Ngay sau trận đấu này, những thông tin về vụ chuyển nhượng huấn luyện viên Kim Huệ và các học trò sang đội bóng mới nổi của hãng hàng không Che Việt rộ lên. Theo đó, huấn luyện viên Kim Huệ cùng với ba vận động viên Thu Hoài, Phương Anh và Ninh Anh được đội bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc nhắm đến cho mục tiêu lên hạng vào mùa 2022. Diễn biến vụ việc được đẩy cao khi đồng loạt ba vận động viên và vị nữ tướng nộp đơn xin nghỉ tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ COSECO, đơn vị chủ quản của đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương. Tưởng như mọi sự đã an bài với những quyết định đó, nhưng đến phút cuối, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Huấn luyện viên Kim Huệ và ba học trò tiếp tục gắn bó với đội bóng, tạo nên tên tuổi của mình. Đúng ngày khai mạc vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2021, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ra thông báo gửi tới các đội bóng về vấn đề kỷ luật cảnh cáo huấn luyện viên Kim Huệ và ba học trò. Huấn luyện viên Kim Huệ tỏ ra bức xúc với thông báo cảnh cáo mà theo cô là vô lý. Cô quyết tâm kiện để đòi lại danh dự sau khi vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia kết thúc. Nhìn từ tất cả các vụ đã qua có thể thấy rằng đội bóng, cầu thủ tự ý thỏa thuận và ra quyết định với nhau trong làng bóng chuyền là khá phổ biến. Tất cả số họ không dựa vào quy chế, quy định pháp luật mà thường tự phát để rồi khi vướng vào những khúc mắc, cơ quan quản lý rất khó có thể đưa ra một quyết định chính xác cho việc không tuân thủ quy định của pháp luật.